Phật tử đại Bồ Tát có 10 sự vào vào các bồ tát những gì là mười đó là vào nguyện xưa vào hạnh vào tụ vào các ba la mật vào thành tựu vào nguyện khác biệt vào đủ thứ sự hiểu biết vào cõi phật trang nghiêm vào thần lực tự tại vào thị hiện thọ sinh đó là mười bồ tát nhờ vậy mà vào khắp tất cả bồ tát ba đời phật tử đại bồ tát có mười sự vào vào các như lai những gì là mười đó là vào vô biên thành chánh giác, vào vô biên chuyển bánh xe pháp, vào vô biên pháp phương tiện, vào vô biên âm thanh khác biệt, vào vô biên điều phục chúng sinh, vào vô biên thần lực tự tại, vào vô biên đủ thứ thân khác biệt, vào vô biên tam muội, vào vô biên lực vô sở úy, vào vô biên thị hiện niết bàn, đó là 10. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp tất cả như lai ba đời. Phật tử, đại bồ tát có 10 sự vào hạnh chúng sinh, những gì là 10, đó là vào hạnh quá khứ của tất cả chúng sinh, vào hạnh vị lai của tất cả chúng sinh, vào hạnh hiện tại của tất cả chúng sinh, vào hạnh lành của tất cả chúng sinh, vào hạnh chẳng lành của tất cả chúng sinh, vào tâm hạnh của tất cả chúng sinh, vào căn hạnh của tất cả chúng sinh, vào hạnh giải thoát của tất cả chúng sinh vào hạnh phiền não tập khí của tất cả chúng sinh, vào hạnh giáo hóa điều phục thời phi thời của tất cả chúng sinh, đó là 10 Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp tất cả hạnh của các chúng sinh phật tử đại bồ tát có mười sự vào thế giới những gì là mười đó là vào thế giới nhiễm vào thế giới tịnh vào thế giới nhỏ vào thế giới lớn vào thế giới trong hạt bụi vào thế giới vi tế vào thế giới úp vào thế giới ngửa vào thế giới có phật vào thế giới không có phật đó là 10. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp mười phương tất cả thế giới. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 sự vào kiếp. Những gì là 10? Đó là vào kiếp quá khứ, vào kiếp vị lai, vào kiếp hiện tại, vào kiếp có thể đếm, vào kiếp không thể đếm, vào kiếp có thể đếm, tức kiếp không thể đếm, vào kiếp không thể đếm, tức kiếp có thể đếm, vào tất cả kiếp, tức chẳng phải kiếp vào chẳng phải kiếp tức tất cả kiếp vào tất cả kiếp tức một niệm đó là mười bồ tát nhờ đó mà vào khắp tất cả kiếp Phật tử Đại Bồ Tát có 10 Pháp nói ba đời. Những gì là 10? Đó là đời quá khứ nói đời quá khứ, đời quá khứ nói đời vị lai, đời quá khứ nói đời hiện tại, đời vị lai nói đời quá khứ, đời vị lai nói đời hiện tại, đời vị lai nói, tại, vị lai nói vô tận đời hiện tại nói đời quá khứ đời hiện tại nói đời vị lai đời hiện tại nói bình đẳng đời hiện tại nói ba đời tức một niệm đó là mười bồ tát nhờ đó mà nói khắp ba đời